Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Gốm Nhật Đẹp Lạ. Hôm nay em lại tiếp tục lên giao lưu với các bác. Mã đầu tiên 1E của ngày hôm nay là một bộ sake rượu dòng Kutani. Bộ này em có 2 chiếc bình và 5 chiếc ly hoa đào như này, vẽ tay nha các bác. Rất là đẹp luôn. Cốt men của nó là men cứng chứ không phải dòng men dạn nha các bác. Đây. Rất là đẹp luôn, vẽ họa tiết cây tùng và lá trúc. Viền vàng còn rất là mới. Kích thước của bình thì miệng là 4.5 và chiều cao của nó là 14. Bình này cũng size cũng khá là cao á. Và kích thước của nó ly là miệng là 4.6 và chiều cao là 4.5. Bộ này 5 ly và 2 bình. Em xin giao lưu với các bác giá là 520.000 một bộ nhá. Bác nào thích thì chốt cho em mã là 1E theo số điện thoại hoặc Zalo 0346774189 nhá. Mã 1E. Mã 2E ngày hôm nay em có một bộ gồm có 2 set trà của Nikko. Và cái dòng Nikko này thì nó làm theo cái phong cách châu Âu ấy các bác. Họa tiết vẽ cảnh có màu tông màu hồng rất là đẹp và sang trọng. Cái set này rất còn rất là mới nha các bác. Cái set này thì gần như là người ta trưng chưa sử dụng hay sao á. Nên em thấy nó rất là mới, viền vàng cái thứ vẫn còn nguyên. Đây. Rất là đẹp luôn ạ. Dáng như là hàng Âu luôn. Thì kích thước của nó là đĩa lót là 14.5, còn tách thì kích thước là 10 và chiều cao là 6.5. Cái tách này để các bác uống trà chiều hoặc uống cà phê á, rất là đẹp và sang trọng nhá, có tông màu hồng và cái họa tiết vẽ phong cảnh rất là đẹp luôn ạ. Đấy. Vẽ full hết luôn nha các bác. Vẽ bên trong luôn cũng được vẽ này. Và vẽ những cái nét vẽ vàng còn rất là đẹp mới. Cái set này em xin giao lưu các bác giá là 250.000 một set. Em có 2 set nhá, mã là 20E. Các bác chốt cho em theo số điện thoại 0346774189 nhá. Mã 20E ạ. Ô, trên 2 quên 20. À quên, mã số 2. Sao thế? Mã 3 đi. Mã số 3. Em cũng đọc 20 này. Em thấy số 20 em đọc đấy. Mã số 3 ngày hôm nay là một bộ chén ngũ sắc. Chén ăn cơm nha các bác. Một chiếc này, hai chiếc và ba chiếc chuyện đáy nhá. Viền sô-cô-la và bên trong cũng được vẽ hoa như này. Ba chiếc thôi ạ. Bộ này kích thước của chén là kích thước chén là 12cm và chiều cao là 5 ạ. Ba chén này em xin giao lưu các giá là 400.000. Mã là 3E, cực kỳ là đẹp nha. Sắc đỏ. Mã số 4 ngày hôm nay em có một ly bọc đồng, một chiếc ly xưa bọc đồng nhé các bác. Thủy tinh màu hổ phách. Đấy, màu hổ phách rất là đẹp. Kèm theo một cái chiếc muỗng gỗ để các bác có thể uống cà phê đá. Và quai cũng với cả cái đế của nó bọc đồng. Và cùng với cái nắp bằng đồng nhé các bác, đồng đỏ luôn. Và theo nghiên cứu em tìm hiểu ấy, thì cái đồng đỏ này nó có cái tác dụng là ngăn những cái phóng xạ ấy các bác. Những cái phóng xạ mà từ cái tia tử ngoại, phóng xạ từ điện thoại rồi những cái laptop máy tính của mình ý, rất là tốt luôn nha. Đấy. Cái này mã là mã số 4, em xin giao lưu với các bác giá là 220.000 ạ. Mã số 4 nha các bác. Mã số 5 ngày hôm nay là một bộ tách trà ngũ sắc. Vẽ hoa rất là xinh, nhã nhặn, màu sắc nhã nhặn. Để đấy để chút. Năm bộ này em có 5 chiếc này. 5 chiếc. Các bác có thể làm chén chè hoặc là chén trà đều được hết đấy. Đây, vẽ họa tiết, vẽ tay, vẽ nổi. Rất là đẹp luôn. Và chuyện đáy nha các bác. Và kích thước của chén size là 7.5 và chiều cao của nó là 5.2 à 5.5 quên. 5 chiếc này em xin giao lưu với các bác giá là 380.000, mã là 5E. Các bác chốt cho em theo số điện thoại hoặc Zalo 0346774189 nhá. Mã 5E. Đây xuống hộ em đấy. Mã 6E ngày hôm nay em có một chiếc hũ đường bằng men xà cừ. Rất là đẹp luôn ấy. To lắm. Cái chiếc hũ này to cực kỳ luôn đấy các bác. Chuyện vương miện, chuyện đáy này. Và hũ xà cừ này còn rất là mới. Các bác có thể đựng trà,
hay đựng đường đều được nha. Cái hũ này em nghĩ là lớn hơn so với những cái hũ bình thường khác. Bình thường các bộ trà khác em thấy hũ nó chỉ bằng nửa này thôi. Cái này to lắm. Kích thước của nó là miệng là 8.5 và chiều cao không tính nắp là 8 rồi. Nếu mà tính cả nắp là vào thành 12 á. Nó to và viền vàng còn rất là mới luôn. Cái hũ này em xin giao lưu quá, giá là 220.000 cái hũ trà xà cừ này nhá. Mã là 6E. Các bác chốt cho em theo số điện thoại 0346774189. Mã 7E ngày hôm nay em có một bộ gồm có 5 chiếc đĩa, bêu em cái bộ kia. Và một chiếc thố 3 tầng. Chiếc thố 3 tầng men lam. Họa tiết vẽ hoa cúc. Rất là đẹp luôn ạ. Cùng họa tiết luôn nha các bác. Trên nắp như này. Đấy, và thố 3 tầng. Các bác có thể làm cả men đựng cơm canh các thứ rất là đẹp luôn, chuyện đáy á. Viền sô cô la cái bộ này nó còn full hộp nha các bác. Hộp gỗ ạ, các bác có thể làm quà tặng. À không phải hộp gỗ, hộp giấy. Nhưng mà giấy cứng. Đây, và cái đĩa này các bác có thể làm đĩa lót hoặc đĩa bánh. Kích thước của thố cà me này là 17cm và chiều cao của nó là 15 ạ. Còn đĩa lót thì kích thước có 12 thôi nha các bác. Có một cái bình sake nó bị lỗi, em tặng cái kèm với cái bộ này nha. Thì bộ này của em là một chiếc cà me và 5 chiếc đĩa bánh. Bộ này thì em xin bộ này em xin giao lưu với các bác giá là 620.000, mã là 7E. Các bác chốt cho em theo số điện thoại, chiếc cà me này cũng size cũng to đấy. 0346774189. 620.000. Mã 7, mã 8E ngày hôm nay là một bộ chén. Bộ này các bác làm chén chè hoặc là chén chấm đều được nhá. Hàng Arita. Bộ chén ngũ sắc rất đẹp luôn. Đấy. 5 chiếc ạ, viền nâu sô cô la. Rất là xinh luôn và chén rất là dày dáng tròn. Kích thước của chén là 9cm và chiều cao là 4.5. Bộ này 5 chiếc này em xin giao lưu với các bác giá là 480.000. 480.000 cho một bộ chén ngũ sắc này, siêu đẹp nhá. Mã là 8E. 480.000. Mã 9E ngày hôm nay là một xét trà xứ xương của Nhật Bản nhưng mà làm theo phong cách châu Âu, nhìn như là hàng Anh luôn đấy các bác. Rất là đẹp luôn, viền vàng còn khá là mới á. Đây, màu tông màu hồng và hoa hồng, hoa vàng, hoa hồng. Rất đẹp nhá. Đây, xứ xương của Marui ạ. Đấy, rất là đẹp, bên trong bên ngoài đều vẽ. Các bác có thể làm xét trà hoặc là xét cà phê, size cũng không quá lớn đâu. Kích thước của nó là miệng là 8 và chiều cao là 7. Đĩa lót thì kích thước là 14 ạ. Thì set này mã 9E em xin giao lưu các bác giá là 200.000. Mã là 9E nhé. Các bác chốt cho em theo số điện thoại hoặc Zalo 0346774189 ạ. Mã 10E ngày hôm nay em có một chiếc tống trà ngũ sắc. Một chén hoặc là làm chén rót cũng được. Các bác không thích làm tống trà thì các bác làm chén rót nha. Thì chiếc tống trà này nó là hàng ngũ sắc. Nhưng mà những cái ngũ sắc như thế này nó rất là hiếm này. Thường thường là ngũ sắc xanh hoặc đỏ nhiều lắm. Nhưng cái ngũ sắc này nó tông màu nó rất là nhã nhặn. Nền đây, chuyện đáy á. Và có đầu rót luôn. Làm tống trà cũng được hay mình làm chén rót cũng được, rất là tiện và sạch. Mà kích thước là 11 và chiều cao là 5.2 ạ. Mã là 11E. Cái tống này em xin giao lưu các bác giá là 150.000. Mã là 10E nha các bác. 11E em có một bộ gồm có 4 chiếc ly chân cao như này, hàng ngũ sắc. Đây là thời kỳ mà Nhật bị Vương quốc Anh đô hộ đây. Nên là nó có ảnh hưởng của văn hóa châu Âu rất là nhiều luôn ạ. Đây, có hình cô gái người châu Âu và người đàn ông đang đứng có cái ống nhòm nhìn ra xa, có con thuyền. Đấy, và hoa ngũ sắc, chuyện của nó là chuyện vàng nha các bác. Còn rất là mới luôn, bộ này đẹp hoàn hảo luôn. Bộ này thì các bác có thể dùng để uống rượu vang hay là sâm panh, nho đều được hết ạ. Kích thước của nó là miệng là 7 và chiều cao là 10cm ạ. 4 chiếc này thì em xin giao lưu với các bác giá là 120.000 một chiếc ạ. Em có 4 chiếc ạ. Rất là mới, đẹp cực kỳ luôn, vẽ vàng rất là nhiều ạ. Và viền vàng cả trên cả dưới còn rất là mới, chuyện cũng là chuyện vàng đấy các bác. Mã 12E ngày hôm nay em có một bộ rất là nhiều món.
em sẽ like từng món cho các bác có thể lấy cả bộ hoặc là lấy lẻ cũng được. Bộ này nó là một bộ ngũ sắc nha, gồm có 5 món. Cái đầu tiên là một chiếc đĩa như này, chiếc đĩa hình hoa, hình cạnh nó như này nhá, chuyện đây các bác, vẽ hoa trong lòng chính giữa. Với những cái này các bác có thể để đồ hạt hoặc đồ ăn nhỏ nhỏ ấy, rất là đẹp và màu sắc nó rất là nhẹ nhàng. Đấy, còn nguyên tem nhá, cái này thì hình thoi này. Đấy. Kích thước của nó là 11 cm, còn cái kia thì kích thước của nó là 12 cm, là 2 chiếc. Còn cái này thì là vắt cạnh lên hình vuông như này. Bon góc này các bác có thể để những cái đồ như kim chi, đồ nước hoặc là bánh trái hay là nho khô các thứ. Còn cái này thì nó có chân nhá, 3 cái chân. Rất đẹp luôn. Đấy, và kèm theo một cái chén nữa, giống như cái thuyền ấy. Và mã này là 12E 5 món. 5 món này thì em xin giao lưu các bác giá là 280.000 cho 5 món này ngũ sắc. Mã là 12E. 280.000 mã 12E. Bác chốt cho em theo số điện thoại hoặc Zalo 0346 7489 ạ. Mã 13E em có một set trà. Set trà này là set trà xứ xương của Nhật, hàng xuất Âu nha các bác. Chuyện vàng và họa tiết hoa văn đơn giản nhưng mà rất là đẹp luôn. Orient Express Borne China Mojama. Các bác có thể làm set trà chiều hoặc là set cà phê đều được ạ. Kích thước của nó size là địa ly kích thước là 7, chiều cao là 7.2, còn đĩa lót kích thước là 14.5 ạ. Mã là 13E, set này em xin giao lưu các bác giá là 150.000 ạ. Mã là 13E. Mã 14E ngày nay em có một cái này là gọi là giống như kiểu cái gì nhỉ? Cái này là giống như kiểu một cái chân để kê trái cây các bác. Ở lòng trong của nó chính giữa vẽ một cặp rồng. Một cặp rồng và vẽ vàng rất là nhiều, rất là đẹp luôn. Có chân nha các bác. Thì kích thước của nó size là 20 cm và chiều cao là 7 cm ạ. Mã là 14E. Em xin giao lưu các bác chiếc này giá là 470.000 nhá. Mã là 14E. 470.000. Dạ. Mã 15E em có một chiếc đĩa sâu lòng họa tiết vẽ chú tiểu. Kích thước của đĩa size là 16.5, chiều cao của nó là 4. Mã 15E là 90.000. Bác thích thì chốt cho em mã là 15E theo số điện thoại Zalo 0346 7789 ạ. 16E em có một set trà xưa. Hàng set trà xưa của Nhật nha các bác. Là hà dòng Nikko, ảnh hưởng văn hóa châu Âu rất nhiều. Và nó làm những cái theo cái hoa văn phong cách châu Âu rất đẹp luôn. Nhưng mà bên trong của nó có những cái đường dạn theo thời gian rồi nhé các bác. Tại vì set này cũng khá là sâu tuổi và cốt cũng rất là dày. Đấy, hoa văn đây. Các bác có thể dùng để uống cà phê hay là mình sưu tầm cũng được. Kích thước là 15, viền vàng cái của set vẫn còn rất là đẹp luôn. Miệng là 8 và chiều cao của tách là 6 ạ. Set này em xin giao lưu các bác giá là 130.000. Mã là 16E nhé. Dày lắm các bác, dày dặn, rất là nặng. Cho em bộ trà kia này. Mã 10 mấy rồi? 17. Em ngày hôm nay em xin giao lưu với các bác một bộ trà có một bình và 4 chiếc ly, có vẽ họa tiết gây xa. Chuyện là trên thân luôn. Rất là đẹp luôn nha các bác. Dáng bình rất là độc lạ. Và bộ này thì đây được 4 chiếc ly như này. 4 chiếc ly hai cô hai hình giống nhau. Đấy, còn hình trên cô này thì khác. Nói chung là ba hình chuyện ở trên bình luôn nha cô, bình hoặc và chén luôn ạ. Lọc của nó là vừa lọc lỗ vừa lọc lưới nha các bác. Vừa lọc lỗ vừa lọc lưới. Dung tích 6 7 lỗ nhá. Dung tích bình này rơi vào tầm khoảng 700ml các bác. Dung tích khá là lớn luôn ấy. Và kích thước ly, kích thước của ly là 6 miệng và chiều cao là 7 ạ. Còn kích thước bình là kích thước là 6.5 và chiều cao là 10 nha các bác. 10 cm. Mã là 17E. Bộ này em xin giao lưu các bác giá là 720.000. Cực kỳ là đẹp nhá. Có vừa có chuyện thân và vừa chuyện hãng luôn. Mã là 17E.
18E ngày hôm nay em có một bộ rượu sake mộc men chảy cực kỳ đẹp luôn, còn full hộp. Nhưng mà cái hộp giấy thì nó hơi bị cũ ấy, các bác có thể mua về sử dụng vẫn ok luôn. Đây những chiếc ly mộc men chảy rất là đẹp luôn, chuyện đáy luôn. Đấy. Và hai chiếc bình sake của em. Đây. Quá là đẹp luôn ấy, mà chén dáng tròn nó rất là dày. Cái bình men chảy như là thiên mục luôn. Bên trong đây ạ. Đơn giản lắm nhưng mà rất là càng nhìn càng thấy nó đẹp. Kích thước là 5 và chiều cao là 4cm. Đấy là ly ạ. Còn kích thước bình size khá là to. Kích thước bình là miệng là 5 và chiều cao của bình là 15cm nha các bác. Đây. Nó có cái độ móp để cho khi các bác cầm bình rượu ấy là mình nó không bị trơn ấy. Đấy, các bác có hơi say say một tí là mình vẫn có độ, nói chung là vẫn có độ bám để cho nó vững. Vã là 18E. Bộ này, tuy nhiên em mượn cái kia, cái hộp. Mã là 18E, bộ này thì em xin giao lưu với các bác giá là 500.000 nhá. Mã là 18E, bỏ em bộ này xuống dưới đi. Cực kỳ là đẹp, bộ này quá là đẹp luôn. Mã 19E ngày hôm nay em có một bộ có hai set trà thôi chứ không phải bộ, hai set trà hàng của Mỹ. Hai set này là họa tiết là vẽ hoa hồng. Rất là đẹp lẻ. Hôm trước em có một bộ giao lưu một hai bộ trà này rồi, nhưng mà bộ thì được 6, bộ thì được 4. Các bác có thể mua để sưu tầm thêm. Kích thước của ly thì kích thước là 7cm miệng và chiều cao là 6, còn đĩa lót thì kích thước là 15cm. Thì set này em xin giao lưu các bác giá là 800.000 một set nha. Em có hai set cực đẹp luôn ấy, họa tiết được toàn bộ được đắp nổi hết nha các bác. Đấy, cực kỳ là xuất sắc luôn. Mã 20E ngày hôm nay em có một bộ chén ngũ sắc xanh rất là đẹp luôn. 5 chiếc. Chén này các bác làm chén chè hay chén chấm đều được hết nhá. Chuyện đáy, họa tiết vẽ vàng phun rất là đẹp luôn. Kích thước của nó là 9cm và chiều cao là 5. Viền nâu rất là sang. Mã là 20E. Bộ này em xin giao lưu với các bác 490.000. Mã là 20E, em có 5 chiếc nha. 490.000 5 chiếc. Các bác có thể chốt cho em theo số điện thoại 0346774189. Đây còn hai món nữa. 21E ngày hôm nay là một bộ trà men lam có dung tích ấm chai khá là lớn luôn ấy. Bình thường bình thì rơi khoảng tầm 400-500ml là lớn rồi, nhưng bình này phải tầm 800 đến 1 lít các bác. Bình này to lắm ạ. Họa tiết vẽ men lam như này. Chuyện đáy nhá. Ly kích thước của nó là 5.5 miệng và chiều cao là 8cm. Còn bình này thì các bác có thể uống trà lá hoặc là trà mạn ấy ạ. Đấy. Đây, chiếc bình đây. Lọc của nó ở bên trong của nó là lọc tổ ong nha các bác. Lọc tổ ong. Rất là đẹp luôn và size lớn lắm. Vòng bụng của nó cũng to ấy. Nên ra là cái khả năng là được nhiều. Kích thước miệng là 9, chiều cao là 12.5cm cơ ạ. Chưa tính nắp đi quá. Đấy, mã là 21E. Thì bộ này em xin giao lưu với các bác giá là 550.000 cho bộ này. Mã là 21E. Bình thường cái ấm này cũng đã 400 rồi. Tính ra 400 với bộ ly này thơm 100 nữa là 550.000, là quá là giá cực kỳ là tốt. Mã 21E. Mã 22E là một chiếc thố 3 tầng ngũ sắc đen nha các bác. Thố 3 tầng ngũ sắc đen, có nhìn thấy hết không anh? Vẽ họa tiết hoa phun ở trên thân cũng như ở trên nóc như thế này. Đấy, rất là đẹp. Thì chiếc thố này của em chiều ngang là kích thước của nó là 16 và chiều cao kích thước là 14. Mã là 22E.
Chiếc thố này thì em xin giao lưu với các bác giá là 750.000 nha các bác. Chuyện của nó đây, cái này đáng nghĩa là ở tầng dưới cùng em đã sắp hơi bị sai sai. À cái nào cũng có chuyện, thế nên là cái phần nào giống nhau, nào cũng được. Đấy, rất là cốt, rất là dày và nặng. 750.000 đúng không anh? Vừa bảo 750.000 đúng không? Cái này ạ? Ừ. Mã là 22E giúp em ạ. Mã 23 ngày hôm nay là một bộ gồm có 5 set trà. Đó, vẽ hoa xanh rất là đẹp luôn ý. Cái set này sứ xương mỏng của hãng Chapman Rose. Đấy, đây, vẽ hoa này các bác, cực đẹp nha. Dáng ly, dáng tách rất là đẹp luôn. Các bác có thể uống trà hay uống cà phê ạ. Đâu cái hộp của nó đâu anh? Cái hộp đâu? Em mở cái hộp để đựng cái bộ này. Để em xem. Bộ này thì còn hộp nhá các bác. Còn cái hộp. Còn cái hộp. Đấy. Em được 5 set. Kích thước của ly thì 7.5. Và chiều cao của nó là 6.5. Còn kích thước đĩa lót là 15.5 nhá. Size khá là lớn luôn. Đây như thế này. Màu sắc họa tiết hoa văn rất là nhã nhặn và sang trọng. Các bác có thể dùng để uống trà, uống cà phê. Triện cũng là triện hoa của hãng Chapman Rose. Rất là đẹp. Đấy, 5 set này. Set này thì mã là 23E. Em xin giao lưu với các bác giá là 120.000 một set. Em có 5 set nhé, còn full hộp. Các bác có thể lấy lẻ hoặc là lấy cả bộ cũng được, em ưu tiên lấy cả bộ hơn ạ. Em bỏ xuống cho em. Chưa, em nay hết bộ rượu này. Mã 24 ngày hôm nay em có một bộ rượu mộc. Bộ rượu mộc, bộ này cũng có hộp. Cái này bao nhiêu tiền nè? 120.000 một set. Cũng có hộp như này. Đấy. Bộ này thì 2 bình nhé các bác. 2 bình mà size bụng to lắm. Mộc màu xám ấy. Bên chảy rất đẹp, dáng chén tròn như này. Dẫn là rất là chắc. Mã là 24E. Ôi, có một bình và 4 ly nhưng mà có một ly nó có vết tóc nên em sẽ tính tiền một bình và 3 ly nha các bác. Còn ly này thì các bác vẫn có thể sử dụng bình thường tại vì vết tóc nó không sâu. 3 bình, 3 ly và 2 bình. Kích thước của ly là 5.5 miệng và chiều cao là 4. Còn bình này kích thước miệng là 4 và chiều cao của nó là 14.5. Nhưng mà cái bụng nó to lắm các bác, nên là sẽ dung tích nó sẽ được nhiều và triện ở đây nhá. Mã là 24E thì bộ này em xin giao lưu các bác giá là 325.000. Mã là 24E. Các bác chốt cho em theo số điện thoại 0346774189 nhá. Mã 25 cũng là mã cuối cùng ngày hôm nay em có một cái chiếc khay trà như này. Cái chiếc này các bác, nó bằng gỗ vẽ hoa diên vĩ của Nhật Bản và được vẽ tay nha các bác, khắc tay như này. Một là các bác có thể làm cái đế để mình kê cái ấm trà này. Hai là mình kê cái nồi mình đặt lên bàn ăn ấy. Nó rất là sạch, bằng gỗ và được khắc tay hoa diên vĩ, rất đẹp. Kích thước của nó là 15.5 cm, mã là 25E. Em xin giao lưu quát giá là 180.000. Cực kỳ là đẹp nhá. 25E theo số điện thoại hoặc Zalo 0346774189 ạ. Vậy là hôm nay em đã giao lưu với các bác 25 mã. Thì các bác thích mã nào thì các bác cứ inbox hoặc gọi điện cho em theo số điện thoại hoặc Zalo 0346774189 nhá. Em xin chúc sức khỏe các bác và chúc các bác có một ngày thật là nhiều niềm vui. Tạm biệt các bác ạ.